Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang địa phương Nguyễn Phú Tân phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau kỳ thứ 6 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn từ nay đến năm 2025 là khát vọng của Đảng bộ và nhân dân Nguyễn Phú Tân. Để biến khát vọng thành hiện thực, hơn 10 năm qua, cán bộ và nhân dân Nguyễn Phú Tân đã vạch ra một lộ trình cụ thể, phân giao trách nhiệm rõ ràng. Trong xây dựng nông thôn mới, huyện Phú Tân xác định rõ phương châm Đảng chủ đạo, nhà nước chủ trì, đoàn thể chủ công và người dân là chủ thể. Đến nay, bình quân mỗi xã trên địa bàn huyện đạt 16,5 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. 7 trên 8 xã đã được công nhận xã nông thôn mới. Kết quả này cùng với sự chung sức của cán bộ nhân dân là nền tảng để đạt mục tiêu đề ra. Đây là nội dung chính của trang địa phương huyện Phú Tân kỳ này. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng huyện Phú Tân đạt chuẩn nông thôn mới là mục tiêu lớn được xác định trong nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây không đơn thuần là một chỉ tiêu phấn đấu để đạt một danh hiệu, mà là khát vọng xây dựng quê hương Phú Tân phồn vinh hạnh phúc, đưa đời sống người dân huyện ven biển phát triển. Xã Nguyễn Việt Khái, xã cuối cùng của huyện Phú Tân trong lộ trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Từng là xã đặc biệt khó khăn, nhiều khu dân cư biệt lập bởi địa bàn rộng, thiếu điện, thiếu đường. Thế nhưng hôm nay, những con lộ xuyên rừng, những chiếc cầu nối đôi bờ sông rộng đã hiện hữu. Địa bàn rừng, biển và sông ngòi chằng chịt cũng không làm cản trở được sự quyết tâm của cán bộ và nhân dân nơi đây trong quá trình phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới. Người dân vừa tăng gia sản xuất, vừa tham gia xây dựng nông thôn. Cái đời sống bà con thì có tiến triển hơn. Rồi từ cái ngày mà bây giờ là cái tiến lộ này thì có cái nông thôn mới này thì coi như là đường lộ thấy bây giờ là tương đối là khang trang. Bà con người ta làm tỉa đồ hàng rào cây xanh đồ này kia thấy tương đối là sạch sẽ. Nhiều năm nay, việc xây dựng nông thôn mới đã trở thành hoạt động thường xuyên hàng ngày đối với mỗi người dân huyện Phú Tân. Ai ai cũng thuộc nằm lòng 13 hay 14 đầu công việc do địa phương đưa ra cho hộ gia đình phải thực hiện để tham gia xây dựng nông thôn mới. Những hoạt động tăng gia sản xuất, tham gia làm lộ, kè chống sạt lở, giữ gìn vệ sinh môi trường, làm đẹp nông thôn là những việc làm hàng ngày mà mỗi hộ gia đình nhằm phát triển cuộc sống, xây dựng bộ mặt nông thôn xanh sạch đẹp. Cứ chăm sóc mình trồng rau rác rồi ăn trong hàng ngày, rồi trồng những cái hoa kiển này nè, làm cho nó xanh tươi đẹp đẽ rồi. Vai trò của người dân là phát triển sản xuất, là xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn, là tham gia làm lộ. Nhà nước có trách nhiệm đầu tư phát triển hạ tầng. Sự phân chia rõ ràng như vậy đã tạo nên động lực thực sự cho sự chung tay, phát huy tinh thần chung sức đồng lòng trong xây dựng nông thôn mới. Nói chung là thực hiện 13 tiêu chí. Theo cái đề xuất của chính quyền địa phương đó, thì dân ở đây là thực hiện tốt. Cảnh quan, môi trường, rồi vệ sinh. Nói chung là họ làm tốt lắm. Vai trò chủ thể của người dân đã được phát huy tích cực với sự chủ đạo của cấp ủy, chủ công nhà nước và chủ trì của các đoàn thể trong việc tuyên truyền vận động, nhắc nhở người dân. Người dân vừa làm, vừa hưởng thụ thành quả là động lực để chính họ phát huy hơn vai trò chủ thể của mình. Nói chung là từ khi mà có chủ trương phát động mà cái xây dựng nông thôn mới thì cho đến nay là người dân phải nói là có một cái ý thức rất là rõ rệt. Cái thứ nhất là cái đường làng ngõ xóm nè, cái thứ hai nữa những cái tiêu chí mà của nhà nước đặt ra thì người dân thực hiện phải nói là rất là tốt, chẳng hạn như là cái hàng cây xanh, kè chống sạt lở, rồi cái vệ sinh môi trường, đặc biệt là cái thu nhập của bà con. Các xã trong huyện Phú Tân hiện có mức thu nhập bình quân đầu người hơn 52 triệu đồng một năm. Mức thu nhập này có thể chưa cao nhưng đủ để người dân có cuộc sống ổn định hơn, tham gia xây dựng nông thôn mới tích cực hơn. Mục đích chính của xây dựng nông thôn mới là để người dân có mức hưởng thụ ngày càng cao về vật chất lẫn tinh thần. Chính vì vậy, không thể chạy theo thành tích
mà phải chú trọng về chất lượng. Hành trình xây dựng nông thôn mới hơn 10 năm qua, huyện Phú Tân luôn xác định lộ trình cụ thể theo hướng chậm mà chắc. Mỗi năm, huyện tập trung cho một xã đạt chuẩn. Lộ trình đó đến nay đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, bình quân mỗi xã trên địa bàn huyện đạt 16,5 trên 19 tiêu chí xã nông thôn mới. 7 trên 8 xã đã được công nhận xã nông thôn mới. Hiện tại, nhiều công trình trọng điểm cho huyện nông thôn mới đang được triển khai. Thứ nhất là nâng cấp mở rộng cái lộ cái nước, cái độ dài. Thứ hai là cái tuyến đê biển dọc theo cái bờ biển dài 37 km sẽ được đầu tư. Cái thứ ba là sẽ nạo vét cái cửa biển cái đôi dàm. Cái thứ năm là đầu tư, kêu gọi đầu tư cái khu thương mại và các cái cụm công nghiệp trên địa bàn của huyện. Huyện Phú Tân đang hướng tới mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn từ nay đến năm 2025. Trước mắt, huyện phấn đấu năm 2022 xây dựng xã Nguyễn Việt Khái đạt chuẩn xã nông thôn mới, thị trấn Cái Đôi Dàm đạt thị trấn văn minh đô thị. Kết quả này cùng với sự đồng lòng của người dân chính là nền tảng vững chắc để Phú Tân biến khát vọng thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, phong trào xây dựng nông thôn mới thời gian qua đã lan tỏa mạnh mẽ, giúp người dân nhận thấy rõ những lợi ích thiết thực mà việc xây dựng nông thôn mới mang lại. Từ đó tự nguyện tham gia thực hiện các công trình phần việc để góp phần cùng với địa phương xây dựng nông thôn mới. Trong đó trọng tâm là hoàn thành các tiêu chí thuộc về hộ gia đình thực hiện. Đến gia đình bà Lê Thị Huệ ở ấp Tân Quảng B, xã Nguyễn Việt Khái, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi đó là một không gian xanh sạch đẹp, toát lên một màu xanh yên bình và mát mẻ trên vùng đất mặn. Trước nhà là hàng rào bông trang thẳng tắp, kế tiếp là những khóm hoa cây cảnh, cây ăn trái trước nhà. Điều gây sự chú ý nhất với chúng tôi đó là xung quanh nhà có rất nhiều ô hình vuông, tròn, được bao dí bởi những lớp đăng làm bằng sậy để trồng trọt. Thì mình thấy nhà mình đất phèn quá à. Thì mình chặt sậy mình bỏ dưới rồi sậy mình bệnh với mình để lên mình trồng đồ ăn. Nó tốt mà nó sạch sẽ. Gác ghế mình dồn vô đó. Rồi mình trồng. Kinh tế của gia đình bà Huệ chủ yếu là nuôi tôm truyền thống kết hợp với cua cá nên thời gian lao động cũng nhàn hơn so với thời làm ruộng trước đây. Vì thế, vợ chồng bà Huệ tranh thủ trồng trọt, chăn nuôi thêm để cải thiện bữa ăn cho gia đình, vừa tiết kiệm chi phí tiêu dùng hàng ngày. Khi cấp ủy chính quyền đoàn thể phát động xây dựng nông thôn mới, gia đình bà Huệ rất phấn khởi và luôn cố gắng để cùng người dân trong ấp, trong xã thi đua thực hiện công trình phần việc xây dựng nông thôn mới. Với sự hướng dẫn trực tiếp của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và cán bộ ấp, đến nay gia đình bà Huệ đã hoàn thành 13 tiêu chí hộ gia đình tham gia xây dựng nông thôn mới do xã quy định. Thực hiện mô hình ba sạch kết hợp với phát triển sản xuất đa cây con bền vững, hoàn thành tốt các tiêu chí hộ gia đình tham gia xây dựng nông thôn mới. Gia đình bà Huệ là một trong những hình mẫu tiêu biểu ở xã, được nhiều hộ dân khác học hỏi làm theo. Mô hình của cô Huệ em thấy rất là đẹp và sạch sẽ và nề nếp, nên em mà về ấp Tân Quảng Đông của em là em sẽ phát huy mô hình này. Phong trào xây dựng nông thôn mới thời gian qua đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ. Chính quyền và các hội đoàn thể địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân thực hiện, nhằm tạo thành phong trào rộng khắp và thường xuyên. Theo đó là phân chia cụ thể các tiêu chí cho từng tổ chức chịu trách nhiệm, đôn đốc, thực hiện và kiểm tra đánh giá. Nói chung là các cái tiêu chí của hội thực hiện phấn đấu thì khá là vất vả. Bởi vì cái ý thức của người dân cũng như là hoàn cảnh của từng gia đình, từng người thì nó có những cái hoàn cảnh đặc biệt khác nhau. Cho nên chính vì thế thì phải ra quân quyết liệt. Đây là cái năm để mà xã cùng với xã nông bộ là xây dựng nông thôn mới. Cho nên đó là cái tiêu chí nông thôn ba sạch và môi trường là tiêu chí phụ nữ phụ trách. Thì phải cố gắng vận động chị em thực hiện ngay từ bây giờ. Hiện tại,
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nguyễn Duy Khái đang tích cực phát huy vai trò nêu gương của chị em phụ nữ trong việc hoàn thành các tiêu chí hộ gia đình tham gia xây dựng nông thôn mới, nhất là thực hiện mô hình ba sạch, cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn. Từ đó, tạo mô hình mẫu để chị em hội viên phụ nữ tham quan học hỏi làm theo. Sau đó, vận động cho tất cả người dân trong xã cùng tham gia. Đây là động lực chính nhằm phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Mà trong đó, hội viên các tổ chức đoàn thể nói chung, Hội Liên hiệp Phụ nữ nói riêng, giữ vai trò nòng cốt. Thank you.